mục 18.3.2.4 đạo hàm cấp cao. Bây giờ hãy cùng làm một việc mà nhìn sơ qua có vẻ kỳ quặc. Bắt đầu bằng việc lấy một hàm số f và tính đạo hàm của nó. Theo x, nó cho ta một tốc độ thay đổi của f tại bất kỳ điểm nào. Tuy nhiên, vì bản thân đạo hàm f cũng là một hàm số nên không có gì ngăn cản chúng ta tiến hành tiếp tục tính đạo hàm có đạo hàm bậc 2, chúng ta gọi là cấp 2. Hàm số này là tốc độ thay đổi của f. Nói khác, nó có thể hiện tốc độ thay đổi của f đang thay đổi như thế nào. Chúng ta tiếp tục lấy đạo hàm như vậy thêm nhiều lần để được cái thứ gọi là cúp n. Ký hiệu gọn nó sẽ là fn đây. Hãy tìm hiểu tại sao đây lại mặc hiệu x. Các hàm số bậc 2 rồi bậc một đấy và đạo hàm x được biểu diễn ở dưới đây. Đầu tiên, xét trường hợp đạo hàm bậc 2 làm hàm số dương, để có nghĩa là độ dốc của đạo bậc nhất là dương. Hệ quả là đạo bậc nhất f1 của x ấy có thể khởi đầu bằng ở âm, bằng không hoặc ở điểm nào đó rồi cùng tăng lên dương. Điều này cho ta biết độ dốc của hàm f ban đầu, và do đó giá trị hàm f sẽ giảm một điểm nào đó rồi sẽ tăng dần lên. Nói khác, đồ thị hàm f là đường góc đi lên và có cực tiểu như trong cái hình ở dưới. Tạo hàm bậc 2 này dương này, tạo hàm bậc 1 đi lên này, tạo hàm hàm f sẽ gọi cực tiểu. Nếu giả định rằng đạo hàm bậc 2 là hàm số dương thì đạo bậc nhất là đồng biến, nghĩa là bản thân hàm đó là có một cực tiểu điểm trúng này. Thứ hai, nếu đạo hàm bậc 2 là hàm số âm, nghĩa là bậc nhất thì biến, vậy tức là đạo hàm bậc nhất có thể khởi đầu là dương, bằng không hoặc có điểm ở đó rồi giảm dần xuống âm. Do vậy, giá trị hàm f tăng lên điểm nào đó thì giảm xuống. Nói khác, đồ thị hàm f là đường cong đi xuống, vậy nó có cực đại. À, bây giờ hiểu tại sao ngày xưa hồi tính trị nó khổ sở thế, hóa ra do cái này rất sáng tạo. Thứ ba, nếu đạo hàm bậc 2 luôn bằng không, đạo hàm bậc nhất là hàng số, nghĩa hàm f tăng hoặc giảm độ cố định, đồ thị f là đường thẳng giống như hình lên xuống dương luôn. Tóm lại, đạo hàm bậc 2 có thể hiểu như một cách miêu tả đường cong của đồ thị hàm f. Đạo hàm bậc 2 dương tựa cong lên, đạo hàm bậc 2 âm tựa cong xuống. Và nếu bằng không thì f là đường thẳng. Hãy thử tiến xa một bước, xét hàm gx bằng x bình phương cộng c, hàm là đa thức bậc 2. Ta tính được là thằng đạo hàm bậc 2 là 2a. Nếu đã có sẵn một hàm f(x), ta phải tính đạo hàm cấp 1, cấp 2 của nó để tìm các giá trị a, b, c thỏa mãn trong trình này. Cũng giống như mục trước, ta thấy đạo hàm bậc 1 cho ra xấp xỉ tốt nhất bằng một đường thẳng. Đạo hàm bậc 2 cung cấp 1 xấp xỉ tốt nhất bằng một parabol. Hãy minh họa ý tưởng với f(x) bằng x nhá. Nó có gì này? Hãy có gì? Em nào? Average này, tôi không mà pi này. Ta mở rộng ý tưởng này thành chuỗi Taylor. À, bây giờ hiểu rồi, Taylor thế. Ý tưởng của nó là cứ tạo hàm bậc 1 bậc 2 bậc 3 là chuỗi Taylor.